Thính đấy, chỗ thính đấy, chỗ thính đấy, đúng chỗ thính. Nè ba nè. Ta thử dốc ấy. Ui, đừng mũi bắn thấy nào kìa. Chỗ thính nè. Không, ừ. Bắn ấy xuống dưới sàn đi. Lê thấy cũng ừ đi rồi. Anh ra ra đây gặp nhau. Đường gỗ kìa nhân ơi. Tôi bao lên 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 đỉnh đồi bắn đi. Em có nhiều lắm rồi. Lên đỉnh đồi đi. Xuống à? Ừ, nó nhảy xuống nhá, vào nhà đội, vào nhà hai tầng à? Ờ, nghe. Bên trái có nữa kìa. Còn thằng hai thằng lẻ đó. Nhà bên trái, nhà bên phải, hai thằng ông... Ui, vãi nồi! Trên đầu. Lên nhanh thế. Sao lưng lên cái rồi mà nhánh? Không thì vừa thế đấy, ở tầng 2 nó lên được 3 ngay ngay nóc rồi. Nghiêng nào, chạy chạy ra đi, bế nó ra kia đi nghiêng. Dạ rồi. Người bò chạy vô nữa chứ. Phải nhảy một bách lên mái luôn ạ. Thì tao không nghĩ là nó có thể nhảy lên mái luôn được, bởi vì mái nó trống không. Mà nó có thể lên mái được, nghĩa là nó biết vị trí rồi mới lên mái. Vãi luôn, tay lên. Đây đây đấy ạ. Rồi, trong khu vui chơi. Trong khu vui chơi. Mày bây giờ ra đây phải lấy gân đánh giò mày. Đánh Quỳnh. Ai. Đặt trước đi. Còn nốt kìa, còn nốt kìa. Nó trong nhà tắm kìa. Đặt trước đi. Khô mấy cái mà đi. Cái nào sản xuất đi cà tí. Ủa, đấy đâu. Thịt. Thiếu thịt, thiếu vàng. 30 cân như thế đấy.